Tuyết Nha xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài truyền hình IBC đang đến với chương trình tin tức Phật giáo hàng tuần. Kính thưa quý vị, đài IBC TV đang phát hình trên các băng tần quen thuộc 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, 27.7 tại Houston, Texas, trên hệ thống Galaxy 19 và trên mạng liên toán toàn cầu IBCTV.us. Mở đầu là bản tin liên quan tới phát giác ngôi chùa cổ có đầy kho báu ít nhất 1.500 năm tuổi tại Trung Quốc. Một hố hình vuông có đầy ngọc trai, đồ trang sức quý và hàng trăm pho tượng Phật được khai quật trong tàn tích của một ngôi cổ tự. Theo Heritage Daily và Tân Hoa Xã, cuộc khai quật ở thành phố Đại Đồng, Sơn Tây, Trung Quốc tiết lộ ngôi chùa cổ triều Bắc Ngụy với vô số kho báu và dữ liệu khảo cổ thú vị. Tọa lạc tại quận Bình Thành ở thành phố, ngôi chùa cổ có thể gắn liền với cung điện gần đây. Đài ở thành phố Đại Đồng được thành lập năm 200 trước Tây Lịch thuộc thời nhà Hán Trung Quốc, nhưng thực sự trở nên phồn hoa khi trở thành kinh đô của triều Bắc Ngụy năm 386 tới 535 sau Tây Lịch. Đó là triều đại chứng kiến sự thống nhất ở miền Bắc Trung Quốc, chấm dứt thời kỳ thập lục quốc hỗn loạn. Cũng như nhiều di tích khác của thời này, ngôi chùa cổ thể hiện sự phồn thịnh, xa hoa của miền Đức, kinh đô ngày xưa. Ngôi chùa được xây dựng trên một khoảng đất hình vuông, kiểu điển hình từ thời nhà Tùy và nhà Đường Trung Quốc. Khi khai quật nền chùa, những nhà khảo cổ đã rất bất ngờ khi tìm thấy tới hơn 200 bức tượng Phật được bảo tồn tốt. Đây là những hiện vật vô giá với niên đại ít nhất hơn 1.500 năm lịch sử, chưa kể những ý nghĩa tôn giáo lịch sử và trình độ chế tác về những hiện vật. Một số pho tượng trong số đó được trang trí bằng vàng lá. Đặc biệt hơn, giữa nền chùa là một hố hình vuông có nhiều ngọc trai, nhẫn đồng, đồ trang sức bằng san hô. Khi kiểm tra vách tường, trần còn sót lại, những nhà khảo cổ đã phát giác dấu vết của những bức tranh tường nhiều màu sắc. Theo nhà nghiên cứu Lee Sun-yun từ Viện Khảo Cổ học tỉnh Sơn Tây, ngôi chùa đã cung cấp những hiểu biết mới về kiến trúc chùa Phật giáo thời Bắc Ngụy. Đây cũng là ngôi chùa cổ được bảo tồn tốt nhất trong khu vực. Sang bản tin từ Nepal, cơ hội đến trường của những em gái ở khu vực Lumbini. Với mong muốn nâng cao nhận thức và kỹ năng sống để các em có thể tự bảo vệ mình trước hủ tục của xã hội đương thời, nhà sư Metteya đã tạo những điều kiện thuận lợi cho các bé gái vùng lân cận Lumbini có cơ hội được đến lớp, tiếp cận với ánh sáng của Phật Pháp từ bi. Sư Metteya Sakyaputta là một tu sĩ Phật giáo ở miền Nam Nepal, đã cống hiến các cuộc đời của mình cho quê hương Lumbini thiêng liêng. Ở vùng nông thôn Nepal, không có gì lạ khi những cô gái 10 tuổi đã phải kết hôn, chuyển tới sống ở nhà chồng và lo toan nội trợ. Theo phúc trình của UNICEF vào tháng 4, 2023, tại Nam Á, 290 triệu cô dâu trẻ em chiếm khoảng một nửa tổng số bé gái kết hôn trên toàn cầu, mặc dù nàng tảo hôn từ lâu đã bị xem là bất hợp pháp. Hàng năm, ước tính 1,5 triệu người viếng thăm thánh địa Lumbini, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thị hiện đản sanh, và có hơn 30 tự viện nơi đây với hàng chục ngàn vị tu sĩ. Trong hai thập niên qua, sư Metteya và Quỹ Phục vụ Xã hội Lumbini nỗ lực thành lập trường học cho các trẻ em tại khu vực này. Gần đây, sư trở thành phó chủ tịch của Quỹ Phát triển Lumbini, một tổ chức chính phủ với nhiệm vụ quy hoạch tổng thể Lumbini. Thầy cũng là chủ tịch của tổ chức xây dựng Lumbini. Tuy nhiên, nổi bật hơn hết là những nỗ lực của thầy dành cho bé gái ở miền Nam Nepal. Từ năm 2010, sư Metteya đã hỗ trợ điều hành từ viện nơi chư ni sống và học Phật, Pháp bên cạnh những môn học khác nhau tại trường, chào đón nhiều học sinh mới từ đó. Nhiều chư ni đã thọ nhận tám giới và được cung cấp chỗ ở đặc biệt tùy theo lứa tuổi. Sư Metteya đã cho biết, môi trường đôi khi là ánh sáng Phật Pháp vì họ không muốn bị bao quanh bởi những khổ đau. Ngài giải thích rằng một số vị chư ni đã từng lập gia đình và có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Năm nay, sư Metteya 39 tuổi xuất thân từ một gia đình bà La Môn sùng đạo. Trong những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, Ngài đã thông hiểu về kinh điển Ấn Độ giáo thông qua nghi thức hàng ngày của gia đình. Tuy nhiên, Ngài bắt đầu tò mò về Phật giáo và vai trò của khu thánh địa Lumbini trong lịch sử Phật giáo. Sư Metteya đã theo học Pháp với ni sư là Sujata, một trong những vị ni sáng lập dòng tỳ kheo ni của Nepal. Sau đó, hồi đủ nhân duyên, Ngài xuất gia theo truyền thống Theravada với pháp danh là Metteya. Sư cho biết quyết định này khiến cho sư và cha mình không nói chuyện với nhau vài năm, nhưng hiện nay gia đình đã hoàn toàn ủng hộ, thậm chí quyên góp tiền tài và đồ đạc cho các trường học.
họ thậm chí đến chia sẻ với các sinh viên tại các ngôi trường. Sumathayay còn thành lập thêm trường cao đẳng nữ sinh Karuna và trường Pragya Gurukul ở ngôi làng bên ngoài Lumbini. Karuna là trường nữ sinh duy nhất trong khu vực. Các học sinh nơi đây được dạy về kiến thức nghề nghiệp và những cách giải quyết vấn đề trong cuộc sống như tảo hôn, thiếu kế hoạch hóa gia đình, quản lý yếu kém của chính quyền hay môi trường xuống cấp, v.v. Những ngôi trường đều dạy miễn phí được duy trì vào sự đóng góp của tổ chức và quỹ mạnh thường quân. Lumbini là một trong tứ động tâm của Phật giáo. Những khu vườn nơi đây vẫn yên bình, tĩnh lặng với những lá cờ Phật giáo cầu nguyện tung bay trong gió sớm. Nhưng vì tu sĩ từ nhiều truyền thống khác nhau trên thế giới thường đến đây chiêm bái, tụng kinh, thiền định, thuyết pháp xung quanh khu vực. Lumbini vẫn ẩn mình so với thế giới bên ngoài cho đến đầu thế kỷ 20, khi các nhà khảo cổ dựa trên các tư liệu trong bản kinh văn Phật giáo khám phá ra trụ đá Ashoka. Theo sư Maitreya, người dân địa phương chưa bao giờ lãng quên địa điểm thiêng liêng này, bởi nơi đây từ lâu đã trở thành ngôi chùa cho tất cả dân làng đến cúng bái. Cùng với sự khai cuộc đó, thế giới đã đến với Lumbini càng nhiều hơn. Nhiều nhà khảo cổ cũng đã phát giác ra những gò đất được xây dựng nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì hiện đản sanh. Và sau chuyến hành hương quan trọng của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Utan vào năm 1967, Lumbini chính thức nhận được sự ủng hộ của Liên Hiệp Quốc. Trong những năm 70 của thế kỷ 20, kiến trúc sư nổi tiếng là Kenzo Tange đề ra kế hoạch phát triển để bảo tồn Lumbini như một địa điểm tâm linh, đón chào khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, còn nhiều học sinh đang theo học tại Học viện Budi, những cô gái trở về nhà vào ngày nghỉ học hay cuối tuần. Những người phụ nữ tại đây đã kế thừa tinh thần của Hoàng hậu Maya Devi và Mahaprajapati Gautami trong việc tự lực, mong muốn phát triển bản thân, thoát khỏi những hủ tục lạc hậu chèn ép nữ giới. Hơn thế nữa, có những người với tinh thần xuất gia mãnh liệt cho rằng phụ nữ nếu tu tập và chuyển hóa có thể gặt hái những thành tựu đáng kể trên con đường xuất thế của Phật giáo. Kính thưa quý khán giả, đến đây chương trình tin tức Phật giáo sẽ được tạm dừng. Tuyết Nhà xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Và xin kính chúc cho tất cả quý đạo hữu thân tâm thường an lạc, phước huệ trang nghiêm. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.